Xin chào các bạn, hôm nay Khải sẽ trở lại và sẽ giới thiệu các bạn về cái đồng hồ nhiệt độ Geek của Ấn Độ, cái mã hàng là 151B 13B1. Mình đang cài cái nhiệt độ, cái cảm biến nhiệt độ là cái dòng dòng cảm biến dòng K, dòng K ha, dòng K này, cảm biến dòng K này. Dòng K thì cái này thì nó có cái này thì mình đang xài cái cảm biến của ông Rong. Thì nó chỉ có 2 giây thôi, 2 giây thì câu quá đơn giản rồi. Thì mình câu vô chân này ha. Cái này là cái hàng cảm biến, nó là dạng mới, còn riêng á. Thì mình câu dây câu tạm thôi, nên nó chỉ làm demo thôi. Hiện tại giờ cái nhiệt độ nó là 31 độ. Các bạn thấy không, 31 độ. Như mới cảm biến lúc trước á, mình có giới thiệu về cài đặt á, thì chắc mình hướng dẫn lại một lần nữa. Thì mình muốn cài đặt cái input của cảm biến gì á, thì mình vô cái INB ha, mình chọn dòng K này. Thì mình muốn thay đổi cái gì đó thì mình thay đổi. Thì ở đây mình dùng dòng K thì mình chọn dòng K, còn các bạn xài cái dòng nào thì cứ chọn dòng đó ha. Rồi, bây giờ nhiệt độ nó là 31 độ. Ở dưới này là 236 là cái giá trị của mình cài đặt để mình nó output á. Nhưng mà hiện tại giờ cái ứng dụng này mình không có, nên mình đừng quan tâm ha. Cái này mình câu câu tạm nó thành nó hơi lỏng dây. Rồi bây giờ mình sẽ lúc trước mình đã hướng dẫn cái đồng hồ rồi, bây giờ mình hướng dẫn thêm một cái tính năng nữa mà có những cái khách hàng họ không cài nhưng mà mình không biết cài như thế nào á, thì cái ứng dụng này mình sẽ hướng dẫn bạn ha. Thứ nhất á, là người ta khách hàng tính cài thế này, khi này cái nhiệt độ mà thấp hơn 40 độ C á, thì nó sẽ output relay, và nó cao hơn 60 độ C thì nó cũng output relay cho người khách hàng luôn. Có nghĩa là người ta muốn điều khiển một cái còi hay là một cái đèn và cảnh báo gì đó mà cái nhiệt độ nó dưới 40 độ C và cao hơn 60 độ C thì nó sẽ cảnh báo. Cái này 40 và 60 mình ví dụ thôi ha. Còn thực tế khách hàng mình họ muốn cài là họ muốn bảo quản cái kho mát thì nhiệt độ từ 2 độ đến 8 độ thôi. Thì cái ứng dụng này mình thấy rất nhiều. Rất nhiều luôn á, ví dụ như là cái nhiệt độ kho mát đi thì nhiệt độ không được quá 2 độ và không được cao hơn 8 độ, chẳng hạn như vậy. Tại vì nếu mà âm quá thì nó cũng hư hàng, và nóng quá thì nó cũng hư. Thì đó là những cái ứng dụng đó. Hoặc là mình nói cách khác là khi nào cái output 2 á, nó on khi nhiệt độ nhỏ hơn 40 độ C và lớn hơn 60 độ. Còn cái nhiệt độ mà nằm trong cái ngưỡng này á, ngưỡng mà nó trên hoặc bằng 40 độ C và nó nhỏ hơn bằng 60 độ C thì nó không cảnh báo gì hết, coi như cái hệ thống đang hoạt động bình thường. Mình ví dụ là 40 và 60 ha, còn các bạn thì có thể là cài theo ứng dụng thì khách hàng thôi. Tại vì mình không thể nào mình cài nhiệt độ 2 độ hoặc 8 độ được, tại vì mình cái môi trường mình nó bình thường á, nên thành cài cái nhiệt độ mà 2 và 8 á, nó hơi khó. Nên thành mình chọn cái giá trị 40-60 cho nó dễ. Chút xíu nữa mình sẽ sử dụng cái đồng hồ, cái que hàng để mình cho nó nóng lên chút cũng được. Đây thì các bước cài đặt. Thứ nhất là OB1 ha. Thì mình chọn cái giá trị này. Và cái vô cái alarm 1 thì mình chọn những cái giá trị này. Tương tự mình cài hết tất cả 8 bước này ha. 8 bước này thì mình sẽ được cái yêu cầu của khách hàng muốn là cái đây ha. Rồi các bạn hình dung chưa? Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái đồng hồ ha. Rồi mình để đây, mình để chừa đi để mà bạn có thể xem cái yêu cầu. Đây. Bây giờ mình sai lầm một chút là mình câu tạm, nhưng mà tạm nó hơi lỏng là thành nó chập chờn cái nhiệt độ này một chút, nhưng mà không sao. Ví dụ như là mình cài cái bước giá trị đầu tiên là cái OB đây ha. OB thì mình bấm vô đây này. Đây một chút là OB, chuyển xuống OB, OB ở đây, enter nó thì mình sẽ chọn ví dụ OB2 ha. OB2 là output 2 đó các bạn. Mình đang cài A1 này, nếu mà muốn cài á thì mình bấm enter và mình thay đổi nó thôi. Còn mình không có muốn, mình đã cài rồi thì mình bấm ha, A1
lên đó, xong. Rồi, tiếp theo mình vô cái alarm, alarm 1, cái dòng trạng thái, cái bước số 2 này các bạn. Đây, alarm 1, thì mình sẽ chọn vô alarm 1, xong đó mình bấm Enter ha. Rồi mình chọn chữ A1TI, nè, A1TI, thì mình chọn ABBA, thấy các bạn thấy không ạ? Rồi ha, thì mình cũng Enter tương tự như cái bước mà OB thôi. Thì tương tự mình sẽ bấm vô alarm FN là số 0, tương tự lô là 40 và H là mình để 50 và này mình để là 60 và cái giá trị HI là FF rồi ha, đúng ha, như yêu cầu của trên này. Rồi các bạn thấy không, 30 không? Nè, nhiệt độ hiện tại 30 nè, thì cái OB2 nó đang boost nè, nó đang xuất ra một tín hiệu OB2 theo yêu cầu của mình nè. Bây giờ mình cho cái giá trị nó lên ha, mình cho cái giá trị nhiệt độ nó cao lên chút. Bây giờ mình cho cái giá trị nhiệt độ của cái đồng hồ nó sẽ cao lên, cao lên là bằng cách là mình sẽ cho cái kích cái nhiệt độ vô cảm biến này ha. Mình cho nhiệt độ nó cao lên, các bạn để ý cái này ha, để ý cái output high này, để ý cái output high đó, thì nếu mà cái nhiệt độ mà nó sẽ trên 40 độ C như lúc nãy mình yêu cầu á, thì nó sẽ tắt cái đèn này, và trên 60 á thì nó lại sáng cái đèn này để cảnh báo cho mình thì nó là đúng. Bây giờ mình cho cái nhiệt độ đi, nó chạy với cảm biến này đi, cảm biến nó lên, các bạn thấy không ạ? Đấy, 40 độ C rồi ha, rồi đó, tắt rồi đó ha, là nó tắt á, tức là cái ngưỡng này, cái nhiệt độ nó đang hoạt động bình thường theo yêu cầu của khách hàng, đúng là nó không có cảnh báo. Khi nào mà nó bây giờ mình cho nó nhiệt độ trên lên 60 độ C nữa thì nó sẽ cảnh báo alarm cho khách hàng ha. Mình cho nó lên, tại vì cái này cái nhiệt độ nó à 62 độ ha, các bạn thấy không ạ? 62, 66 độ thì nhiệt độ nó sẽ output ra, đó, thấy không? Đó, output ra ở B2, đó. Rồi nó xuống 60. 60 thì bắt đầu cái nó trong cái ngưỡng hoạt động bình thường của nó, thành nó sẽ không cao bút ra nữa. Đây, nó hoạt động bình thường ha, thấy các bạn. Giờ nó sẽ xuống, nó sẽ chạy xuống dưới 40 độ C thì nó là cảnh báo tiếp. Thì đó là những cái ứng dụng mà mình hướng dẫn các bạn cài đặt, tại vì khách hàng họ cái ứng dụng này rất nhiều nha các bạn, chứ không phải là ít. Thường thường là mình có thể mình sử dụng hai cái tiếp điểm của cái alarm này để mà điều khiển cái tín hiệu này, nhưng mà nó phí lắm các bạn. Trong khi cái đồng hồ này á, là mình có thể mình cài được cái tính năng đó, một cái output mà nó có cài được hai cái ngưỡng đó. Hai cái ngưỡng nó thì nó tiện dụng. Đây, nó xuống 40 độ C rồi ha, thì bắt đầu output tiếp, đây, cảnh báo tiếp cho mình đó. Rồi hãy để hướng dẫn các bạn cài cái đồng hồ nhiệt độ. Xin chào, cảm ơn các bạn đã theo dõi.